Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với shop hero.vn, cửa hàng đồ chơi chính hãng và duy nhất của Hero Team. Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không truy cập ngay shop hero.vn để mang cả thế giới của Hero Team về nhà nào các bạn ơi. Happy birthday Chu Du. Quên. Happy birthday Chu Cai. Happy birthday Chu Cai. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Chu Cai. Ok. Và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây anh em ơi. Và anh em có biết lý do vì sao mà vừa vào video mình đã hát bài Happy birthday Chu Du không các bạn? Quên nhầm, Happy birthday Chu Cai chứ. Bạn biết sao không? Là bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của Kairon đó mọi người ơi. Mấy bạn nhớ chúc mừng sinh nhật Kairon nha. Yeah, cảm ơn mọi người nha. Thật ra sinh nhật Kairon là ngày hôm qua cơ. Bởi vì là video này là mình sẽ đăng vào cái ngày gọi là sau ngày sinh nhật của Kairon một ngày nha bạn nha. Nhưng mà không sao, những bạn nào chưa biết thì bạn vẫn có thể gửi lời chúc mừng sinh nhật muộn đến Kairon nha mọi người nha. Nhớ chúc mừng sinh nhật cho Kai nha. Và hôm nay chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Hero trò chơi con mực tập số 3. Ten 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 ten. Và như anh em đã xem trong tập trước thì mình nghĩ rằng là chắc mấy bạn cũng biết rằng là trong tập trước thì Mimi đã là người bị loại khỏi Hero trò chơi con mực mọi người ạ. Cho nên là hôm nay Mimi không còn xuất hiện ở đây nữa. Tội nghiệp quá. Tội nghiệp cho Mimi quá các bạn ơi. Nhưng mà thôi. Mà lại buồn ta. Nhưng mà thôi không sao, vẫn còn đến tận 7 thành viên lận. Nhưng mà chắc chắn ngày hôm nay sẽ tiếp tục có một thành viên nữa sẽ bị loại nha các bạn nha. Và người bị loại trong trận đấu lần này là ai thì bạn hãy nhớ đoán xem để biết nha. Và mấy bạn cũng đừng quên hãy comment xem, mấy bạn đoán xem người nào bị loại thì nhớ hãy comment lại cho mình biết nha. Bạn nào đoán đúng là mình thả tim nè. Ok. Rồi, không nói nhiều nữa, còn bây giờ chúng ta cùng nhau vào video nào. Let's go. Đi đâu. Rồi ok bạn ơi, và đến với trò chơi con mực ngày hôm nay chúng ta sẽ có trò chơi gì nào? Thì trò chơi hôm nay cũng rất là vui luôn nha mọi người nha. Thì như anh em đang thấy nè, ở sau lưng của chúng ta là mình đang chuẩn bị cho tất cả mọi người rất là nhiều rương luôn anh em ơi. Thì có cái rương màu này là màu của mình nè, cái này của Sam nè, cái này của Dịch nè, của Camui, của Kairon, Simmy và Siro. Đó, không có của Mimi thôi, tại Mimi gọi là bị loại rồi các bạn ơi, buồn quá. Ok, thì ở đây các bạn coi nha, cái rương của mình đã chuẩn bị bên trong cái rương đó chính là một cái cung tên nè, với lại là hai cái mũi tên các bạn ơi. À không, hai stack mũi tên chứ. Đó. Thì mấy bạn biết cái mũi tên này dùng để làm gì không bạn? Đây bạn hãy xem nha. Ở trước màn hình của chúng ta là đang có một cái bầu trời nữa bạn, và có một con số 3 phút ở trên kia. Và bây giờ á, khi mà mình bắt đầu trò chơi các bạn thì trong vòng 3 phút, vậy đây anh bấm giờ giúp em Dịch, bấm 3 phút giúp em cho nó khởi động lên coi. Đó, bạn thấy không? Nó bắt đầu nó chạy nè. Thì 3 phút sẽ đếm ngược nha các bạn nha. Thì ở đây mình có chuẩn bị theo một cái cần gạt nè. Chúng ta gạt cái cần gạt này xuống. Thì ở trên kia các bạn nhìn để ý này nha. Trên kia bắt đầu từ từ nó sẽ rơi xuống những con gà. Đấy bạn coi nè. Đó, thấy không? Nó rơi xuống kìa. Và nhiệm vụ chúng ta là gì? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng mũi tên, cung tên để bắn chết một con gà bạn ơi. Bạn coi nè, đây bạn nhìn nha, đây. Trời ơi, dễ, tôi thử cái gì đây dễ. Thấy không? Bắn được một con gà là coi như là được một điểm nha các bạn nha. Nhưng mà nó đâu có đơn giản vậy đâu. Đứng yên một chỗ bắn thì quá dễ rồi. Chúng ta sẽ phải ngồi trên một chiếc xe bạn ơi. Đây, Siro đi xuống rồi đâu. Đây. Ngồi xe nè. Mọi người nhìn nè, chúng ta sẽ ngồi trên xe nha. Sau đó cái xe sẽ di chuyển và nhiệm vụ chúng ta phải cầm cung tên rồi bắn vào nó. Hui, rồi hụt mất tiêu rồi. Rồi hụt nữa rồi. Trời ơi. Trời ơi. Con đi ơi, nhục quá. Tính ra tôi bắn hụt không mấy bạn ơi. Trời ơi trời, nhục quá nhục quá. Lại nè. Lại hụt rồi. Thôi bỏ đi. Dẹp tôi cũng chơi nữa. Quá quá. Trời ơi bạn ơi, đó bạn thấy không? Cái trò cực kỳ khó luôn nha. Nhưng mà chỉ trong vòng 3 phút thì liệu chúng ta sẽ bắn được bao nhiêu con gà đây? Và người nào mà bắn ít gà nhất thì người đó sẽ là người bị loại. Tên 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 tên. Ui, khó nha, khó nha. Nghe thôi là đã thấy khó rồi đúng không bạn? Lắm rồi. Vậy thì bây giờ để xem coi ai sẽ là người bị loại trong tập này nha các bạn nha. Chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video, vào trò chơi thế nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau rút thăm để xem coi ai sẽ là người thi đấu đầu tiên nha các bạn nha. Thì đây, ở chỗ này mình có chuẩn bị một cái máy rút thăm nè. Bấm vào cái nút này, màu của ai rơi ra đầu tiên thì người đó sẽ phải thi đấu đầu tiên nha các bạn nha. Rồi ok, bây giờ mọi người sẵn sàng chưa nào? Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ cho gọi là mọi người tự do bấm luôn nha. Hay bây giờ để tôi bấm trước nha mọi người. Được, ok rồi, tôi bấm trước nha. Đây nè. Tít.
màu đỏ. Trời ơi, cài đo đầu tiên. Xin chúc mừng cài đo. Phỏng vấn mà. Ơi bạn ơi, tính ra trong đây là màu mà. Màu của ai thì người đó. Màu của ai thì người đó chơi. Rồi xong mình chơi đầu. Đi cài, hôm nay sinh nhật cài lên đi. Anh đi ngay sinh nhật cài mà. Trò này là em có kinh nghiệm từ hồi nhỏ anh, hồi nhỏ chơi bắn nhật lắm. Rồi, cái con ở đây. Ghê. Rồi ok, bây giờ cái đó anh bắn nha. Ok. Ngồi phải ngồi trên cái xe này để bắn hả? Đúng rồi. Trời, từ nãy giờ hướng dẫn dịch không để ý á dịch. Bực dịch ghê á trời. Ok bạn ơi. Bây giờ là đường trên kia bấm giờ cho em luôn á trời. Và bây giờ là chúng ta sẽ có 3 phút dành cho Kairon để cho Kairon gọi là tham gia trò chơi này nha, để xem Kairon sẽ bắn được bao nhiêu bé gà đây nha các bạn nha. Rồi ok. Ok. Rồi ok, Kairon ơi, Kairon đã sẵn sàng chưa nào Kairon? Bạn ơi, sẵn sàng rồi bạn ơi. Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ tôi khởi động nha. 3 phút bắt đầu. Ok, khởi động máy. Rồi thả gà đâu, sống thằng gà đó chơi vậy. Từ mấy gà tự nó rơi xuống. Đâu ta? À đây nó rơi xuống rồi, rơi xuống nè. Ôi bạn ơi. Rồi ok. Cứu lấy cái. Một con. Hay quá. Hai con. Trời ơi, đỉnh nha. Rồi. Ui, đỉnh quá tay ơi. Hai con rồi. Ấy da, khó quá vậy. Tính ra từ nãy giờ mới được có hai con thôi mà mấy ông bà khen quá trời khen, đỉnh quá trai ơi cái kiểu. Rồi không có cái trời ơi, đúng rồi sinh nhật. Đúng rồi sinh nhật của ta luôn hết. Gia đình rồi. Có khi nào hôm nay sinh nhật Kairon mà Kairon lại là người bị loại luôn không ta? Trời. Trời ơi. Cái gì vậy? Thôi, áp quá. Ok. Bốn con. Ồ, 4 con rồi. Mọi người đừng kêu mình ghê nó 6 con. Tôi nói mọi người nghe nè, mọi người đừng có khen nhiều quá, khen người ta rung tay người ta chơi không có được đâu mấy ông nội. Của anh Kai ơi, còn 1 phút 30 giây dành cho Kai. 9 con. Wow, 9 con luôn, nhiều rồi nha. Hơi bị nhiều rồi đó. Ok. 10 con luôn Kai. Em 10 đẹp mà. Mới để ý là Kai đó toàn bắn được đúng không? 10 con rồi. Dạ. Yeah. 11 con. Ôi Phong, Kai à, Phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi Kai ơi. 12 con rồi nha, còn 1 phút nữa dành cho Kairon. 12 con rồi. Kairon bắn giữa không nè. 13 con. Ok. Yes. Cũng 13. Nhiều rồi đó Kai, cũng nhiều. Tôi nghĩ là chắc cũng đủ điểm để qua màn tiếp theo rồi đó Kai ơi. 14 con. Kai bắn nữa anh em hoang mang lắm Kai. Hoang mang quá à. Hoang mang thật sự. Một con nữa thôi để cho mình 15 con nào, để cho mình 15 con nào. Yên tâm, còn đến tận gần 40 giây lận mà, cho nên là yên tâm, vẫn còn kịp thời gian. Yes. 15 con luôn. Lên 20 con luôn Kai. Nghỉ bán đi. Nghĩ thế nào. Kai đi qua đi lại cho mắt quá. 18 rồi, 19. 20 luôn. Vâng, và hết giờ, dừng lại. Ok bạn ơi, vậy? Và màn chiến đấu của Kairon vừa rồi vô cùng khốc liệt. Và Kairon đã giành được cho mình số điểm, đó chính là 19 điểm nha bạn nha. Quá hấp dẫn. Ok, hợp lý của Kai ơi, xịn quá Kai ơi. Tôi tự hào với ông Kai ạ. À. Lần đầu tiên thấy Kai bắn hay vậy á. Xong tí nữa anh em xong tí nữa tự nhiên anh em ai cũng bắn được 20 đến 30 con. Okay. Rồi, không nói vậy, này khó lắm á. Này khó không dễ à. Rồi ok, bây giờ chúng ta tiếp tục đến với người chơi tiếp theo nào. Mọi người qua đây nào để xem ai chơi tiếp theo nè. Qua đây. Bây giờ tôi bấm nè. 1 2 3. Xanh lá cây. Xin chúc mừng Kamui sẽ là người chơi tiếp theo nha các bạn nha. Rồi ok, các bạn hãy cùng nhau xem tôi Kamui sẽ bắn được bao nhiêu em gà nha. Rồi ok các bạn ơi, thì Kamui đã ngồi trên xe nè. Bây giờ Kamui đã sẵn sàng chưa nào Mui? Rồi, đề nghị anh em không đứng trước màn hình nha. Đứng trước màn hình này tránh nha. Ok rồi, tôi bấm cố lên nha. Tôi bấm vào nha, chuẩn bị nè. Chuẩn bị nè, 3 phút của Kamui bắt đầu. Có anh Mui ơi. Cố lên Mui ơi, hay quá. Phát đầu tiên Mui bắn được. Wow, chưa gì mà phát đầu tiên là Mui bắn được kìa. Ghê thiệt. Wow, Mui đỉnh nha. Mui ơi. Mui ơi. 5 con, 6 con luôn. Nó bục kêu kìa. Wow, trời. Cố lên, 6 con rồi Mui ơi, cố lên 6 con rồi. Ôi sao nhìn rén thế à. Mui bắn kìa. Mui, dạ đây anh làm cái gì, anh đứng ở trước đằng trước anh nhảy anh cổ vũ cho Mui hả dạ? Cổ vũ lấy cái tình gì đâu. Ok không, em gọi là khen dịch thôi chứ em có gì đâu. Cố lên
Ôi, dịch tốt dữ ta. Mình không biết là mọi người chơi cái trò này, mọi người xem video mọi người thấy như thế nào, nhưng mình cá chắc rằng là cái người bắn á, bạn sẽ rất là nhức đầu luôn, bởi vì cái xe nó chạy qua chạy lại rất là nhanh và rất là khó để ngắm. Vâng, mui được 10 con rồi. Ủa còn bao nhiêu phút anh em? Hồi nãy cái màn hình mình bị lỗi rồi, còn bao nhiêu phút? Chục nè, 1 phút mười mấy nè. Ok, mui còn một còn hơn 1 phút nữa nha mui nha. Cố lên mui ơi. Rồi, đang bắn. À, tôi tìm được quy luật rồi. 11 con rồi, 11 con rồi. Chứ bắn gà mà có quy luật hả? Cái gì? Cái quy luật bắn gà. Game gì cũng có quy luật mà anh. Ok. Sao tìm được quy luật gì mà bắn hộp hoài vậy? Hộp không rồi trời. Ồ, 12 con rồi mui ơi. Không sao cả. 13 con. Wow. Được mười mấy con luôn hả? Chê ơi. Wow. 14 mà dành vừa đâu. Ui. Còn 3 giờ chưa? 30 giây cuối cùng, 30 giây cuối cùng. 30 giây cuối cùng. Trời ơi, coi mong lắm. 15 rồi, có đó Mươi ơi. 15, 16, 17. 17. Ui, sao mà cái con rồi? 20 giây nữa. Có đó Mươi ơi. Ô, ô, 19 là ngon nè. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Mươi có giành được chiến thắng hay không đây? Mươi gom rồi, Mươi gom rồi, Mươi gom rồi. Cố lên Mươi. 2. 18. Hết giờ. Ôi hết ơi, giờ. Được một điểm trời ơi. Ôi, hết giờ. Hết giờ rồi, không được bắn nữa nha. Hồi nãy bà ca mui hết giờ, bà vẫn ráng dương cung mới bắn thêm cái. Dễ sợ. Ok bạn ơi, thì trận vừa rồi thì ca mui đã giành được cho mình là số điểm là 18 điểm nha bạn nha. Ca mui có cảm nhận gì về trận đấu vừa rồi? À, trận đấu vừa rồi thì sau khi một hồi mình bắn thì mình đã nhận ra một cái quy luật, nhưng mà vì nhận ra cái quy luật đấy nên là mình bắn hoạt động chặt hoài. À ok ok. Hay. Mặc dù là chiều cao ca mui khiêm tốn nhưng mà trình độ bắn súng bắn cung của ca mui là không hề gọi là yếu nha các bạn nha. Rồi ok, hơi bị pro á. Rồi ca mui 18 điểm, Caron 19 điểm. Rồi chúng ta cùng nhau đến với người tiếp theo nè, bấm nút nha. Tít. Màu vàng. Wow. Mít sơ dịch. Anh ơi, luôn hay à? Anh đứng ai biểu anh đứng kế bên cái xe chi, xong giờ là anh bị chơi luôn rồi nè. Đó rồi, cầm đi. Rồi chơi luôn. Rồi. Sợ gì mà không chơi? Tầm rồi. Này. Ok. Đây, để anh thể hiện cho mà xem. Đây. Mấy bạn hãy cùng nhau xem thử Mr. Dịch sẽ gọi là thi đấu như thế nào nha. Rồi ok. Và trận đấu của Mr. Dịch bây giờ sẽ chính thức bắt đầu nha mọi người nha. Thì bây giờ Dịch đã sẵn sàng chưa nào? Yeah. Ok, vô nha. Rồi, tôi gà sẽ đâu, quay xuống đây để Dịch bắn gà nào. 1, 2, 3, bắt đầu. 3 phút của Dịch đã bắt đầu rồi. Gà chuẩn bị rơi xuống. Wow. Vâng, đây là một màn gọi là bóp đồng lại của Dịch. Gì vậy? Sao con gà này nó miễn nhiễm với cả cái cùng tôi vậy? Con. Trung bình 15 giây Dịch đường con, tức là giờ tới cuối thì Dịch đường nhiêu con ta? 3 con. Trời ơi, 3 con rồi, cố Dịch ơi. Đã cố gắng hết sức đây, mấy con gà này nó bay ghê quá. Còn 2 phút rưỡi anh ơi. Trời ơi, thế này thì Vịt không bằng ca mui rồi Vịt ơi. 2 phút rưỡi, 2 phút rưỡi. Vịt cổ mua cho ca mui, bây giờ ca mui đít lại gì đây? Cái gì vậy? Vịt ơi, cố lên. Vịt ơi, cố lên. Mít nó Dịch được 5 con rồi nè, 6 con sao rồi. Sao nhiên cái mùi ra cổ vũ ấy, xong Dịch bắn trúng nhiều quá ta. Ừ, ai biết, chắc là sức mạnh của động lực tình bạn. Con người nó phải có động lực chứ. Đúng là sức mạnh của bản thân, oh my god. Ôi mọi người ơi, mọi người biết gì không? Tôi không biết sao, tôi thấy mấy người này bắn tàn được mười mấy con, tôi rén quá. Mười! Khi nào tôi thua mười ta? Một! Mười! Mười! Double kill! Mới 11, ở đâu ra 12 ông nội? 12! Trên đây! 11, có bạn tính điểm đàng hoàng ông nội. Cãi sao cãi được. Đâu điểm đâu, điểm đâu? Dạ, ở cái bảng bên phải kìa. Vậy mình lé rồi. 12 là giờ 12 nè. Không chơi ăn gian được đâu bạn ơi. Ok. Ở bây giờ Dịch mà được 17 con là 17, 18, 19 đúng không anh em? Dịch ơi, cố lên. Ui da, được rồi, đây, để đây cho tôi. Ờ, gì ta? Vịt ơi, thua đi. Vịt ơi, thua đi. Gì vậy? Cái gì bà nói? Ui, bắt cậu một con mui, trời ơi. Ôi, 15 rồi nè. Ôi, sao ai cũng mười mấy vậy, mọi người bắn cậu. 10 sao? Ôi, 18, cố lên đây, sắp sắp rồi rồi. Wow. Thế thôi 18 rồi. Tự nhiên cái Dịch lên thêm điểm nữa, cái hồi mui là người điểm thấp nhất. Rồi ok. 19 rồi, một con nữa. 19, 20 con luôn, Dịch đứng nhất rồi, 21. Ui, tôi bảo Dịch là bét bắn cung hay ô tim mà mọi người không tin. 10 giây cuối cùng. Rồi 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hết giờ. Thấy chưa? Hết giờ phải như Dịch nè. Dịch hết giờ, Dịch ngừng bắn cung liền. Bà mui hết giờ thì em cố bắn thêm cây nữa. Ok bạn ơi, một số điểm
phải nói là một số điểm vô cùng bất ngờ luôn các bạn ơi. 24 điểm, một số điểm mà không thể nào ngờ được anh Dịch có thể mà giành được các bạn ơi. Thật không ngờ, đúng là trưởng team của Hero Team thể hiện quá đỉnh cao. Ok. Rồi, và chúng ta cùng nhau xem người tiếp theo sẽ là ai nha. Hình như Dịch có thù với mấy con gà sao bắn ghê thiệt. Ok. Quay nào. Người tiếp theo sẽ là Phong. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Chứ sao chúng ta cũng nói mà. Chứ sao cũng nói. Ok bạn ơi. Và người tiếp theo sẽ là tôi nha các bạn nha. Tôi cảm giác đau tim quá, tôi không biết tôi có hơn được mấy người này hay không đây. Hay là tôi sẽ là người cuối cùng và sẽ là người bị loại đây. Tôi hy vọng tôi sẽ không phải là người bị loại nha các bạn nha. Rồi, okay, vô nào. Okay. Let's go. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ là tới lượt tôi chơi nha. Ok, bây giờ tôi sẽ qua đây nè. Yên tâm đi, yên tâm đi Sam, tôi sẽ là người giành chiến thắng. Yên tâm. Rồi, ok. Go lên, go lên. Bây giờ tôi sẽ ngồi vô cái xe nha các bạn nha. Cái xe lại đây nào. Rồi. Bây giờ thì Kyron hãy gọi là khởi động máy thả gà, sau đó bấm giờ giúp tôi nha. Đấy, rồi hợp lý. Rồi chuẩn bị rồi bạn ơi, 3 phút của mình. Ơi. Xa. Ui trời ơi. Để con không cần. Rồi phát được. Để con không cần được kỳ tích đâu. Ôi chúng quá đã. Ủa ghê ghê ghê. Một con rồi, một con rồi. Hơi. Hai con. Hai con. Ghê quá không ơi. Hay. Ui trời trời trời, khó bạn ơi, cái này bắn khó luôn các bạn. Sao bạn ơi, cứ bình tĩnh bạn ơi, bạn phải thật sự bình tĩnh. Được đi. Ui đúng quá, tại cái này nó thấp đều hơn con mui nha Phong. Cái này nãy giờ bắn không dính được con nào luôn nè, trời ơi. Trời ơi, chú sĩ không bắn được con nào luôn là sao vậy? Trời ơi. Bạn ơi, bạn phải chơi thử bạn mới thấy được độ khó của nó bạn ơi. Mình ui ok được thêm con nè. Rồi ba con rồi, ba con. Quá bạn ơi, ba con rồi. Cố lên. Ok, thêm con nữa. Bốn con. Bốn con, bốn con, bốn con. Hai con ơi. Còn bao nhiêu thời gian nè? Còn hơn 2 phút, còn 2 phút, 2 phút. Trời, còn 2 phút lận, yên tâm, yên tâm. Trời đất ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ok, thêm con nữa, 5 con. 5 con, 5 con. Sao Phong bắn được 7, 8 con là được rồi Phong? Ê, ê, khoan khoan, Phong cần làm chủ series này đúng không? Giờ ví dụ như Phong cần bị loại thì sao ta? Ừ, tôi là chủ series mà tôi... Tôi là tôi là chủ series mà tôi bị loại hơi bị quê luôn á. Rồi, được, 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 được. Thấy được rồi. 5 con rồi, lên. Ok, 12 con rồi, 12 con rồi. Tôi thấy có hy vọng rồi, tôi thấy có hy vọng rồi, tôi thấy có hy vọng rồi. Có hy vọng rồi. Ôi trời ơi. Sao tại vì đầu trận á mọi người, mình sẽ bị rung á mọi người, cho nên là cuối trận thì mình sẽ bắt đầu mình bình tĩnh hơn, mọi người hiểu không? Hả? Wow. Đỉnh quá, đỉnh quá. Vượt cả Mui ơi, sao vượt cả Mui ơi. 18 ơi. Một con nữa. Một con nữa. 40 giây, 40 giây, 40 giây, yên tâm, 40 giây. Một con nữa, cố lên. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Thôi. Con là Phong. Một con nữa. Trời ơi. Ê đẹp cô. Bây giờ á chỉ còn có hy vọng là Simmy hoặc Sammy bắn thua Mui thì Mui mới không bị loại thôi. Nhưng mà không sao, yên tâm đi. Em tin rằng Mui sẽ bị loại mà. Ừ. Ok bạn ơi. Và tỷ số vừa rồi thì mình đã được 24, Dịch được 24, Kyron 19 và Kamui là 18 nha các bạn nha. Đấy thì là mình đã vượt qua, mình đã vượt qua Kyron với lại Kamui và bằng điểm Dịch rồi. Thôi ok. Mày quá. Mày quá Sam. Mày quá Phong ơi, mày quá. Mày quá. Tí nữa là Sam phải chiến thắng nha. Tôi không biết, có thể tôi bị loại đâu, đừng buồn nha. Yên tâm đi. Phong ơi, Phong ơi, Phong đừng quên rằng hai video trước Sammy đều ở trong cái vòng loại cuối cùng. Đúng rồi, không thể hiểu. Đừng lên đầu Sam, biết đâu trận này Sam vượt qua sao. Ê, trời. Coi chừng nha, tí nữa Sammy bắn được 30 con luôn, lúc đó mấy người quê cho coi, ok. Đúng rồi. Rồi, để coi người tiếp theo là ai đây. Tôi à, người tôi kìa. Ui, mày. Mèo Simmy. Ok. Ôi, bạn, mọi người quên mất rằng Simmy là chúa tể bắn cung cho Murder Mystery vậy. Rồi, bình tĩnh. Đấy vậy là bóng dao thôi. Ok mọi người ơi. Và người tiếp theo thi đấu sẽ là mèo Simmy nha các bạn nha. Và để xem mèo Simmy sẽ chiến đấu như thế nào nha. Simmy sẵn sàng chưa nào? Đã sẵn sàng. Rồi ok, sẵn sàng rồi đúng không? Rồi, vô nào.
Wow. Rồi ok bạn ơi, vào nha bạn nha. Simmy sẵn sàng đúng không? Tôi khởi động máy nè. Rồi tiếp 3 phút của mèo Simmy bắt đầu. Không có thấy, tôi nó chạy ra đi ạ. Hai con. Bà không thấy, bà thấy gì? Tôi à, tí một tí nữa tôi sẽ chỉ cho Sammy một cái bí quyết này rất là hay bạn ơi. Đấy. Sao tôi bắt được hai con? Hai con. Ba con. Cô vũ em, để coi cô vũ em nè. Bốn con. Trời ơi, ghê vậy trời. Còn đến tận 2 phút rưỡi lận cho nên là Sammy cứ yên tâm đi, không sao đâu. Ôi. Đây. Rồi 5 con rồi. Hay quá chim ơi, hay quá chim ơi. Đã 1 phút rồi mà Sim chỉ mới có 5 con thôi à. Thôi chim ơi. Bình tĩnh thôi. Ok. Mọi người đừng bao giờ khinh thường người khác khi chưa thấy được kết quả, cứ bình tĩnh đi. Sim ơi hãy tưởng tượng mấy con gà này là Kairon. Đó và Kairon đang chọc Sim, Sim sẽ dùng cung tên và bắn vào đít cai đấy. Vẫn sẽ được lấy tướng. Đúng rồi, Sim ơi suy nghĩ tới điều đó. Ai sao được 5 con mình khen. Mình khen được 5 con trong giờ bắn hụt vậy. Bắn hụt liên tục vậy. Trời ơi. Trời ơi, này, chắc lẽ này, Bắn giữa đi em. Ít nhất 10 con. Đúng vậy, ít nhất phải 10 con chứ không nào thấp hơn được, hiểu không? 10 điểm. Ok, khó quá. Trời ơi, sao tôi khó quá. Còn bao nhiêu phút vậy, Em ơi, còn 50 giây. À, trời ơi. Sao mình bắt con gà dữ rồi ta, trời ơi. Yên tâm, anh không cung gà hơn em nữa Sim à. Simmy ơi, Simmy mà thắng được, Simmy mà qua được màn thì mình sẽ mua KFC cho Sim, yên tâm đi. Mình không biết mình có bị lại không nữa. Phong gần hết thời gian rồi, Phong mới nói. Đấy, mình bỏ có, ok. 5, 7, còn mấy giây nữa. 5, 4, 3, 2, 1 và hết giờ. Ok bạn ơi, và trận đấu vừa rồi của mèo Simmy vô cùng căng thẳng. Mèo Simmy đã giành được cho mình số điểm đó chính là 11 điểm mọi người ạ. Đây, 11 điểm mặc dù là bắt ra Terror Team mà. Mặc dù là cái số này nó hơi thấp nhưng mà mình nghĩ rằng là sẽ qua được màn thôi. Hãy tự tin lên. Ok. Rồi, chúng ta đến với người tiếp theo nào. Let's go. Tôi gặp Ro nè. Tiếp. Ro nha. Tôi gặp Ro. Ok, và người tiếp theo sẽ là ông chùm bắt cua Siro nha các bạn nha. Siro là chùm bắt cua. Vậy liệu Siro có phải là chùm bắn cung hay không? Hãy xem coi Siro có được top 1 nha các bạn nha. Rồi ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok, đúng vô thế nào. Rồi, 3 phút của Siro chuẩn bị bắt đầu. Đã khởi dạ động màn hình. Ơi, xuống đi. Ủa sao con gà nó vậy? Ủa sao con bò cười đâu kia kìa? Ủa sao bên kia, có con bò đang cười vậy đó? Tụi tiên chứng kìa. Rồi, sao bên kia có con bò đang cười đâu kìa đâu? Rồi, 4 con rồi. Bốn con rồi, 6 con rồi. Gì ghê như trời. 6 con rồi. Không biết bắn đấy khờ. Ôi giời. Không biết mấy bắn người đấy. Này lương lẹo lắm mấy bạn ơi. 7 con. Ủa, tôi bảo ông rô lanh lắm mà. Ổng lương lẹo thôi, chứ ổng bắn mà chụp bắn. 17 con. Tôi đã quy luật nha, tôi thấy rô bắn hơi bị chuẩn luôn á. 18 con. Trời ơi, có khi nào ổng top 1 luôn ta. Quỷ thần ơi. Trời ơi, tôi nói ổng top 1 mà mọi người không tin tôi. Thế nào ổng cũng top 1 cho coi. 19 con rồi. Đang leo top, leo top kìa. Trời ơi, 21 con. Căng thẳng quá. Oh my god. 26. Vậy giúp đất vậy. 26 rồi. Ok. 27. 28 rồi. Hết cho mày, hết tên rồi. Hết tới tên hả? Rồi ok, hết mũi tên rồi thì thôi dừng lại luôn. Hết mũi tên dừng lại rồi. Xin chúc mừng Rô đã đạt được con số điểm gọi là tối đa, đó chính là 28 điểm mấy bạn ơi. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với người tiếp theo nha. Thì Rô rồi. Còn người cuối cùng nữa. Rồi. Có khi nào là tôi cuối cùng tôi bị loại không ta? Yên tâm đi Sam. Yên tâm Sam, tôi nói bà nghe nè Sam. Sam. Bà yên tâm đi. Dù bà có bị loại hay không thì bà vẫn là người chiến thắng trong tim tôi, hiểu không? Dù bà có bị loại hay không thì bà vẫn là người chiến thắng trong tim tôi. Cái chó con chó. Ok. Rồi tay ghê. Sao dịch chết rồi. Dịch ăn cơm chó xong dịch no, dịch chết. Ok rồi bạn ơi, rồi để xem coi phần thi đấu tiếp theo của Sammy sẽ thi như thế nào nha bạn nha. Let's go. Rồi ok bạn ơi, và chúng ta sẽ đến với phần thi đấu của gọi là Sammy nha bạn nha. Thì này qua một bên, này qua bên Sim ơi. Sammy, này qua bên. Sammy thi đấu mà ở bên đây là có anh áo đỏ nè với lại chị búp bê đứng gọi là cổ vũ cho Sammy luôn. 3 phút bắt đầu. Cố lên Sam ơi. Không, Sam ơi, cứ bắn liên tục đi. Kệ. Đừng chờ. Một con rồi, không có không con đâu rồi. Cố lên Sam ơi, cố lên.
Ui, một con, cố lên, hai con, 210. Em nhận được bao nhiêu gà nhất em bấm lên. Rồi cố lên. Sam ơi, cố gắng lên. Cố lên, cố lên. Oh my god, cố lên, cố lên, cố lên. Sao nó bắn sao con ở giữa hai hà con gà bay hay vậy? Ê, bắn lọt khe nó khó lắm luôn, có Sam bây giờ xong bàn bắn lọt khe luôn. Sam ơi, Sam ơi, Sam ơi, phong phong chỉ nè, Sam đừng ngắm vô con gà, ngắm kế bên nó thôi. 6 con, 10 giây một con, 10 giây một con, cố lên 6 con rồi, tiếp, cố lên. Bắn cao cao lên. Ê mọi người, sao tôi để ý nha, cái chỗ không có gà, bà cứ nhắm vô cái chỗ không có gà bà bắn á. Bắn cho tao thôi mà. 17 giây, 3 con liên tiếp. Không biết bắn á thì Sam cũng phải nhắm chỗ nào nó nhiều gà một tí Sam bắn chứ, Sam cứ nhắm cái chỗ không có con gà nào là sao vậy? Không bắn được. Một, chỉ có hết giờ. Ok bạn ơi. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Mình cứ tưởng rằng là mèo Simmy sẽ là người bị loại rồi, nào ngờ đâu Sammy lại là người bị loại. Trời mọi người. Thật không ngờ. Sam. Hay trời ơi mấy bạn ơi, buồn quá bạn ơi. Sammy bị loại mất tiêu rồi, bởi vì là Sammy chỉ bắn được có 7 con thôi bạn ơi. Vậy là người hôm nay bị loại đó chính là Sammy. Trời ơi, Sammy của tôi đã bị loại rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao cả, mấy bạn cũng đừng buồn. Bởi vì cái này là cuộc thi mà các bạn, cho nên là tất nhiên là sẽ có người bị loại, có người sẽ còn được ở lại, bạn hiểu không? Đó, cho nên bạn cũng đừng buồn nha. Rồi, nhưng mà thôi, nói chung là Sammy dù có thua thì Sammy vẫn gọi là luôn luôn chiến thắng trong tim Phong mọi người ạ. Đấy, ok. Rồi, thì anh em thấy trò chơi bắn gà này như thế nào? Bạn thấy có vui không? Thì nào thì nhớ hãy bình luận cho Phong biết nha. Chứ riêng Phong thì Phong thấy cái trò này rất là vui luôn các bạn ơi. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này và thấy thích cái series Hero trò chơi con mực này thì nhớ hãy bình luận cho Phong biết nha. Và trong tập tiếp theo này thì sẽ chỉ còn có 6 thành viên thôi, đó chính là Kairon, Kamui, Mr. Dịch, mèo Simmy, Phong Cận và Siro mọi người ơi, chỉ còn có 6 thành viên thôi nha. Và hãy cùng đón xem coi ai sẽ là người giành được top 1 nha các bạn nha. Bởi vì cứ mỗi trận là sẽ có một người bị loại, rất là hồi hộp luôn, không biết ai sẽ là người bị loại đây. Có thể là mình, có thể là Siro và cũng có thể là Mr. Dịch hoặc là hội chị em. Hay, nhưng mà riêng hội chị em là bị loại mất 2 người rồi các bạn ạ. À. Ok. Và bye bye. Yêu anh em phải rồi. Tạm biệt.